Sỏi mật là một căn bệnh cực kỳ khó điều trị, và với những người phát hiện sỏi mật thường là sống chung với cái sỏi này, và khi nào đau đớn hoặc là to quá gây tắc mật thì mọi người thường nghĩ đến phẫu thuật. Nhưng mà có một phương pháp đơn giản và nó hiệu quả hơn rất là nhiều trong đông y mà em vẫn thường sử dụng cho bệnh nhân của em, đó chính là ngay từ ban đầu có thể ngăn ngừa hình thành sỏi mật, hạn chế quá trình hình thành và có thể bào mòn sỏi mật. Thì bài thuốc này ấy, thì mọi người có thể dùng đơn lẻ. Đây là một cái vị mà nhìn tưởng như mọi người đều biết là đây là cây gọi là cây kim tiền thảo, và thường là để dùng trị sỏi thận. Nhưng ngoài ra nó có tác dụng rất tốt trong việc ức chế hình thành sỏi mật và tiêu sỏi mật. Thì với cái cây kim tiền thảo này, mọi người có thể dùng cho em cái liều lượng là nguyên cây này thì có thể dùng cho em từ 30 đến 40 gram tươi một ngày, sắc với 500ml nước đun sôi và uống. Thì ngoài ra mọi người dùng khô thì dùng khoảng 15 đến 20 gram khô một ngày nhé, cũng sắc như vậy. Còn nếu mà kết hợp được trong thang thuốc ấy, bình thường em vẫn đang kết hợp cho bệnh nhân từ 8-10 vị thuốc quý. Có một số vị như ví dụ như là kim tiền thảo hay xuyên phá thạch thì nó cực kỳ tốt cho cái chứng bệnh sỏi mật, và em đang điều trị bệnh nhân rất là hiệu quả. Và nếu như mà ai có nhu cầu mà kết hợp được thang thuốc ấy, mà có thể sử dụng thang thuốc thì có thể liên hệ trực tiếp với em. Thì em là bác sĩ Phương, hiện tại em vẫn gửi đi khắp cả nước cho mọi người. Và với cái thang thuốc đó thì mọi người em sẽ có hướng dẫn cụ thể cho mọi người, và mọi người có thể liên hệ trực tiếp với số của em là 0989 517 397.